Cô Yến ơi, tăng nhiều. Đây đây là ông Minh Châu này. Minh Châu. Chưa ra mặt thân to cái gì. Minh Châu bác khổ. Mấy cái mỏ, mấy bạch tuyết. Cây 30 cm gì? Cái kia đẹp này. Cây này 30 cm. Này. Cây này 31 cm. Đây bạch tuyết đây á. Cái cây kia em ơi. Bao nhiêu tiền cho em? 70 triệu một cái. Nhưng mà sao bạch tuyết trong cái thân của em sao trông nó bé bé. Cái này á. Chúng ta đấy để nó dễ làm đây, xuống đây, từ trên xuống. Cô Yến ơi, chắc đây tàm bạch tuyết nhỉ? Đây tàm bạch tuyết rồi anh? Anh nắm bạch tuyết thôi. Nhiều lắm. Tuyệt vời. Chú Tình ở chợ gì đây? Này, thân lá. Thành hoa. Ô hai cái này hoa thu hết rồi. Thân lá. Đấy thu nó không lên lên để bảo gì. Nói một gốc. À được một hoa. Một gốc như này ấy. Hỏng luôn một gốc thối. Bảo gì đấy ạ? À? Không cái hai cái mầm gốc này vẫn này em ạ. Thối rồi chị, thối ở giữa ấy. Chị biết rồi nhưng mà rồi nó khô, à nó già hai cái mầm này nó lại đẩy tiếp. Đẩy tiếp không? Đẩy. Nhưng mà đây nó thối hết giữa mà. Thối giữa vẫn đẩy, kiểu gì nó vẫn còn cái chân ở cái này. Vẫn đẩy em ạ. Phân tích đấy, chuyên gia phân tích đấy. Không bao giờ thối hẳn. Đây được một kỳ nữa rồi em này, cái này nó không lên được thì hai cái này nó lên rồi đây. Dễ hoa nhỉ? Dạ, cái này dễ hoa. Hải Hà làm cái này chưa? Chưa. Em cho nó nở hoa thì bắt đầu nở hoa. Cái này thì nó màu màu của chỗ ít rồi. Cái này có khi có mắt nhìn đấy.